Mấy bạn Thái Ngân có thể về đội của mình được không ạ? Mấy bạn Thái Ngân có thể về đội của mình được không ạ? Đây là có một cặp đôi nữa lại ra về ở chương trình chúng ta. Bởi vì anh yêu em nhiều lắm. Và anh sẽ có thêm bạn lần nữa. Chỉ vì yêu anh nên em sẽ đến đây. Thái Ngân có thích Fanny không? Chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy đi. Bạn Fanny. Hỏi đi. Oh no. Oh no. Đúng Fanny, hãy xuống đây ngồi vào lòng anh. Ai cho mình xin một cái sweet spot được không? Sweet spot luôn nè các bạn ơi. Sweet spot. Mình có thể cho một dĩa bóp kho được không ạ? Đây, khăn giấy. Khăn giấy để làm gì vậy ạ? Sao khăn giấy nhiều? Không, nước miếng nhiều chùi. Vừa nước miếng. Khủng quá. Rồi, nè, thôi nhúng 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 mà. Đồ chơi. Đúng. Tặng game. Yeah, chụp hình. Mình đóng phim đi, tụi mình đóng phim coi. Chụp hình nha. Quay video. Chụp hình. Tao dám. Tốt quá, già lúc làm trái tim, làm trái tim luôn. Người đầu tiên mình chọn là bạn thấy chưa, tôi biết mà. Bạn cái cú chít này tôi quen lắm rồi. cái dòng xoáy cuộc đời. Bạn ráng diễn với bạn này chứ. Bạn xem hồi hộp. Hồi hộp. Hy vọng. Mời bạn nha. Mấy bạn Thái Ngân có thể về đội của mình được không ạ? Em là ánh dương của mặt trời. Em là cái chiên của đậu đó. Nắm tay. Kỳ quá. Cuộc đời anh khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người. Thật sự thì ngồi ở chiếc ghế này với các bạn cũng một thời gian. Nắm tay. Mình về lắm mà Hoàng Mỹ đây. Đóng chị Trinh. Đóng chị Trinh ra giả bộ. Bọn mình đứng bên cạnh. Chúc. Kết. Đây là có một cặp đôi nữa lại ra về ở chương trình chúng ta. Bởi vì anh yêu em nhiều lắm. Và anh sẽ có thêm bạn lần nữa. Chỉ vì yêu anh nên em sẽ đến đây. Khi không đổi thay. Mỏi đau luôn á, cười đau cái này luôn á. Thái Ngân có thích Fanny không? Oh no. Đúng. Giờ này, giờ mà giật á. Giật là gì là giật thì mới chịu giật. Ủa thích như nhớ. Thích như những người bạn. Thật nó khen gì nào cho bình thường thôi. Có hay không? Bấm này trả lời thôi. Có. Để ngón tay vào. Ê, nó giật làm sao? Giật thì là tốt, giật thì là không thích, đúng không? Giật thì là tốt. Giật thì là thích mà. Không, không thích. Giật là không thích. Là có thích. Wow, thôi chết rồi. Wow. Oh my god. Sao thì ra là bạn thích mình hả? Ha ha. Ủa? Thôi chết rồi. Giật đi. Giật nhanh. Điện giật liền. Bình tĩnh. Không biết hả? Giật thích á. Có thích giật á. Chết rồi. Thôi chết rồi. Bạn không giật mà mình giật đó nha. Mình giật cho bạn coi. Bình tĩnh. Thôi chết rồi.
Ôi, rồi. Chà có thích thiệt. Là vừa giật đi. Thôi, đã nói nước này rồi. Chia sẻ cho thầy đi. Cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy đi. Bạn Phan đi. Hỏi đi, em hỏi đi, em yên tâm anh trả lời thật luôn. Ok, ngoài mình ra bạn nói rồi anh thích ai không? Anh chưa giấu em gì hết luôn. Bấm vô mới trả lời. Anh không. Nói có. Giật đi. Câu chuyện buồn. Bạn này ơi, mình đến với nhau được rồi. Chết rồi. Đây. Bất ngờ chưa bà già. Bất ngờ chưa bà già. Nó có duyên số hết. Tự nhiên cái câu hỏi đây là hỏi có thích Vani không? Rồi bên kia có. Trời ơi. Oh no. Kể từ nay bạn không còn là. Chết rồi. Trời ơi, đừng khóc, đừng khóc. Trời ơi, Fanny khóc ra giọt nước mắt. Giọt nước mắt chân châu. Ôi, thế bạn phải hay khóc, hay khóc, hay khóc đi. Máy phát hiện nói dối, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình. Hỏi đi, em hỏi đi, em yên tâm anh trả lời thật luôn. Ok, ngoài mình ra bạn nói rồi anh thích ai không? Anh chưa giấu em gì hết luôn. Lùng quá. Không ngờ cái con người vậy luôn. Ờ, đại sứ thương hiệu người tiểu Thật ra là mình thích bạn đó bạn Hải Ngân. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng. Thôi. Em ơi, cái này nó chỉ là cái máy thôi. Mình không là con người. Bạn đừng có giải thích. Ra. Em có tin anh không? Đừng có giải thích. Nhưng em có tin anh không? Không cần giải thích. Ê, cãi nhau rồi hả? Cãi nhau. Ê, cãi nhau thật hả? Cậu có cần mướn giang hồ đánh bạn này không? Không cần mà tự đánh được. Em tin anh hay tin cái máy này? Dĩ nhiên là tin cái máy rồi. Bạn ngoài bạn Vũ Thịnh em bạn có thích ai khác không? Không. Không. Thì không. Xong, giờ bắt đầu mày ấn. Giờ bắt đầu mày ấn. Thế là chứng tỏ Vũ Thịnh có thích thế người. Thế chứng tỏ là một mình Vũ Thịnh là khẩn là không không chung thủy. Chị bởi vậy. Đúng rồi, chỉ có một mình Vũ Thịnh lăng nhăng thôi. Không chung thủy. Đại sứ thương hiệu. Đại sứ thương hiệu cho mày nó thôi.